là chưa được nghỉ Tết nữa anh em tôi đi ra công viên ở gần nhà ở trên Kiến An ở ngã năm Hải Phòng. Ngã năm Kiến An Hải Phòng thì hoài niệm tí trò chơi tuổi thơ thôi. Anh em nhìn ạ, đèn điện ô tô các thứ rùa thỏ ba ba ngựa các thứ. Xúc xích cái gì nhưng mà xúc xích không ăn đâu. Không tiền. Ok anh em theo tôi nhá. Bây giờ anh em tôi nhảy xuống cái nhà bóng này anh em nhìn chưa? Nhà bóng này chơi thôi hay anh em ạ. Rồi bây giờ tôi bắt đầu đi. Anh cầu trượt ra kia. Côn đây. Được rồi.
Rồi chúng tôi có chuẩn bị ra ngoài nhá. Mệt quá. Trời đấy là rất là mệt. Nhà mình đi ra ngoài. Nóng quá thế. Nóng như nóng luôn. Lâu lắm rồi không chơi. Không còn máy này. Máy đang quay. Bây giờ anh em tôi cũng về nhà, cũng muộn anh em ạ. Thì cuộc vui là cũng phải tàn thôi. Chơi mệt quá, toát thêm hôi người bệnh nhà nè. Cái sân bóng ấy nó bệnh lắm anh em ạ. Bệnh hết quần áo, người ngợ mồ hôi tóc rãi nè. Thì bây giờ anh em nào thích chúng tôi thì hãy like và đăng ký kênh nhá. Nhớ bật nút chuông anh em nhá. Rồi chia sẻ lên Facebook trang cá nhân của mình nhá. Chào anh em. Hello nha. Yeah.